Vâng ơi, xin chào các bác nhé. Chào mừng các bác đã tiếp tục trở lại kênh YouTube của Trương Lâm Ban. Hôm nay là 22 tháng 6, đây có bác tất cả 7 món nồi các bác nhé. Nồi thì là dung tích 1 lít ạ, gồm cao tần và cao tần áp suất. Tất cả các chức năng các bàn phím thì em đã test ok rồi. Nồi đem vệ sinh sạch sẽ này các bác nhé. Các mua bác mua về được cứ việc sử dụng thôi. Tất cả các nồi thì em cứ bảo hành cho bác 100 để sử dụng, đổi trái trong vòng nửa tháng nha các bác nhé. Đó, các bác mua về mà cảm thấy có vấn đề thì các bác vẫn có thể đổi trả nha các bác nhé, các bác yên tâm. Mã đầu tiên lên cho bác một lần Hitachi, đang lên cho bác mấy mã là xả để các bác có trải nghiệm nhá. Nồi Hitachi này là dòng steam nha các bác nhá, steam phun tái tạo hơi nước nhá, nồi này là tái tạo hơi nước, thành thì bằng kim loại là xước nano nha các bác nhá, có xước đấy nhá. Nồi này sản xuất năm 2011, trả điện 100V, công suất 1400W, dung tích này 1 lít nấu được 1 kg gạo nha các bác nhá. Bên này có xước nha, nồi này hình thức bên ngoài thì xấu nha các bác nhá. Bán cho các bác về trải nghiệm nha. Steam cook đây là tái tạo hơi nước nha các bác nhá. Xoong đây các bác nhá, xoong cũng tạo ổn nha các bác nhá, có một vết nhỏ đây. Xoong này tạo ổn nha các bác nhá, xoong bên trong tạo ổn, bên ngoài thì sạch nha các bác nhá. Giòn này các bác nhá, giòn tiếp xúc bên trong của gạo nứt thì nó ngả màu các bác nhá, còn thì nó là bên ngoài thì hãng còn tương đối rất xanh, nhưng các bác yên tâm nhá, tất cả các giòn của em vàng hay xanh này em có để nguyên em bán như vậy nhá. Đó, còn các bác nào thích ví dụ là bảo là xử lý cho tôi chỗ này xanh hoặc trắng là em xử lý ngay, nhưng em không thích nhá. Đó, nói thật các bác là em không thích. Đó, nên các bác mua hàng của em thì em cứ có thế nào em bán thế, có thể nào bán thế, em không xử lý hóa chất các bác nhá, nên các bác yên tâm. Áp suất bi đây, áp suất bi đây, học sạch cho các bác nhá. Tất cả các nồi của em chỉ lau vệ sinh qua thôi các bác nhá, lau vệ sinh bằng nước lã đấy. Nên các bác mua hàng của em yên tâm. Rong xanh thì em bán xanh và rong vàng em bán vàng. Mã số 1 video ngày 22 tháng 8 là em bán cho các bác là giá là 450k cộng ship, 450k cộng ship nha các bác nhé, bằng 1/3 cái nồi kia, chất lượng cơm rất ngon, nồi chất bền. Mã số 2 lên cho bác một Panasonic, nồi Panasonic nha các bác nhé. Thành thì bằng kim loại không bóp méo, nó chỉ có xước thôi các bác nhé, có xước nano. Nói chung nồi cũ qua vận chuyển thì nó xước xác hoặc cấn tí thì là chuyện bình thường các bác nhé, không thể tránh khỏi, nó không như nồi mới được. Nồi này chạy điện 100V, công suất 1100W, sản xuất năm 2012, thành như có xước nano nha các bác nhé. Đây ví dụ em này có xước đây, trên mặt này nhá, trên mặt có xước này các bác nhé, đây là nồi cũ mà các bác nhé, nên các bác không thể tránh khỏi được. Cái nồi này xong trong chắc đâu rồi, bỏ nồi này đi. Đây, mã số 2 lên cho bác này, nó bát tham số mít này, thành như bằng kim loại nha các bác nhé, đây của quán thì cấn thôi. Không móp méo, nồi này thành thì không xước nhé các bác nhé, không nước nano. Nồi này sản xuất năm 2014, chạy điện 100V, công suất 1100W, không có xước nano. Trên mặt thì có cấn đây nhé, các bác nhìn rõ nhé, cấn này, đây cấn nhé. Nếu các bác lấy thì cái nồi này em tháo ra nắn, là cái này nắn đơn giản nha các bác nhé. Nói chung không cần đâu các bác ạ, dòng này nấu cơm rất ngon. Em nó có một thời gian nấu cơm rồi này rất ngon nha các bác nhé. Xong đây các bác nhá, xong tương đối đẹp các bác nhá, ấy. Các bác nhìn các bác có thể đánh giá được. Bên ngoài thì sạch nhá. Đây, nồi này được cái rong này là xanh ngon nhá các bác nhá. Em cứ rong màu nào em bán vào đây nhá, nhưng các bác yên tâm. Còn các bác mà đang bảo mà rong nó xấu, các bác bảo xử lý cho nó xanh em xử lý được nhá, nhưng cái tâm làm không vậy được. Học sạch cho các bác nhá. Mã số 2 video ngày 22 tháng 8, nồi này em bán cho các bác giá 600k này, 600k cộng ship, 600k cộng ship cho các bác nhé, cũng chỉ bằng một nửa cái nồi 220 thôi. Cũng chỉ bằng nửa cái nồi 220 thôi, nhưng mà cái nồi này chất lượng cơm rất ngon và rất bền các bác nhé. Các bác đã sử dụng rồi, đã sử dụng nồi cơm Nhật rồi thì các bác comment dùng em, để cho những các bác là chưa sử dụng các bác biết nhé. Bằng nửa cái nồi 220. Mã số 2. Mã số 3 em lên cho bác một nồi Panasonic ạ.
một nồi Panasonic. Đó, thành đi bằng nhựa không bể vỡ nha các bác nhé, thành bằng nhựa không bể vỡ. Đó, nồi này sản xuất năm 2017, chạy điện 100V, công suất 1200W, dung tích 1 lít ạ. Thành bằng nhựa không bể vỡ, trên mặt tương đối đẹp, nồi này trên mặt tương đối đẹp nha các bác nhé. Đó, xoang đi các bác nhé, xoang thì có một chấm to đây các bác nhé. Đó, các bác nhìn kỹ cho em, nhưng các bác yên tâm, cái chấm thì nó không ảnh hưởng như các bác nhé. Đó, nó không ảnh hưởng đến chế độ chống dính hoặc là ảnh hưởng đến độc hại của cơm nha các bác nhé. Đó, nên các bác yên tâm, nồi này mà độc hại đến cơm thì cái nồi 220 của Trung Quốc thì các bác còn phải kinh khủng nữa. Đó, nên các bác yên tâm nhé. Đằng sau thì xoang nồi này thì không được sạch các bác nhé, cái nồi này không được sạch nha các bác nhé. Đó, rất nồi bên ngoài xấu đây các bác nhé. Xoang con này thì vàng nha các bác nhé. Đó, em cứ để nguyên thế em bán thôi nhá, không xử lý gì cả. Đó, tính nhau là như vậy. Còn bác nào mua hàng thì bác tin tưởng đâu thì các bác mua đấy. Đó, nói chung các bác mua trên kênh là ổn rồi các bác nhá, mua trên kênh là uy tín rồi, còn độ uy tín cao nữa thì các bác tin tưởng đâu thì các bác mua đấy nhá, ủng hộ em thì là cái tốt. Đó, giòn thì hơi vàng nhá, nhưng các bác yên tâm nhá. Còn các bác nào thích trắng bảo tôi phải trắng theo xử lý cho nhá. Mã số 3, video ngày 22 tháng 8, rồi đây em bán cho các bác là giá là 550k cộng ship, nó chỉ bị cái đít của song trong thôi các bác nhá, nhưng cái đấy nó không ảnh hưởng gì. 550k cộng ship. Đó, mã số 4 hôm nay cho các bác một nồi Sanyo xoài nha các bác nhá, nồi này tương đối đẹp ạ. Thành thì bằng kim loại, đây có xước đây các bác nhá, rồi đây có xước, con này thì viền để bằng kim loại nha các bác nhá. Đó, dòng san này viền thì bằng kim loại. Đó, nồi này dung tích có 1 lít nha các bác nhá, chạy điện 100V, công suất 1200W, sản xuất năm 2011. Đó, nồi này thì viền thì bằng kim loại nha các bác nhá, trên mặt tương đối đẹp. Đó, trên mặt tương đối đẹp, chỉ có tí xước rồi thôi. Nói chung cái hàng san đấy thì nó có hàng đẹp nhưng nó ít, nó hiếm nó các bác ạ, bởi vì đời nó hơi sâu, nhưng được bù lại được cái là chất lượng nồi thì rất bền các bác nhá. Đó, bác nào fan của san thì comment dùm em nhá, chất lượng nồi thì rất bền. Xoang đây các bác nhá, bác nhìn xoang bác đánh giá cho em nhá. Đó, xoang như này là đạt rồi các bác nhá, tương đối đẹp rồi. Đó, bên ngoài sạch chưa. Đó, tất cả các nồi nó test ok nhá, trên video em không test lại nữa. Giòn đây các bác nhá, giòn này là tương đối xanh nhỉ các bác nhá. Đó, tương đối xanh rồi. Áp suất bi, áp suất bi nó cơm ngon nhá, dọc xa thì nó cơm rất ngon rồi, mà nấu nhanh các bác nhá, có khoảng rơi vào tầm 40 phút nhá các bác nhá. Dòng xa thì nấu rất nhanh, rơi khoảng tầm 40 phút. Bắt đầu xem video nhớ cho em nút chia sẻ, nút đăng ký kênh cho các bác nhá. Mã số 4, video ngày 22 tháng 8, lần này em bán cho các bác là giá là 900k cộng ship, 900k cộng ship. Đó, 900k cộng ship nha các bác nhé. Mã số 5, em lên cho bác một nồi Tiger. Đó, một Tiger quay sách. Dòng Tiger thì có chế độ nấu cơm cháy nha các bác nhé, thành thì bằng nhựa không bể vỡ, thành bằng nhựa không bể vỡ. Nồi này sản xuất năm 2013, chạy điện 100V và công suất 1210W, sản xuất năm 2013. Đó, thành không bể vỡ, viền thì bằng kim loại sáng choang, viền bằng kim loại sáng choang, zin nguyên bản các bác nhé. Nồi này chỉ có cái là mất pin thôi nhé, còn bác nào có nhu cầu lấy bộ thay pin em thay cho nhá, mất pin thôi, em để zin nguyên bản. Đó, mặt tương đối đẹp thôi các bác nhá. Xoang gốm, xoang này xoang gốm, xoang đây không phải là xoang gân nhuyễn, à không phải là xoang sần nhá các bác nhá, xoang gốm nhưng lòng trơn không phải xoang sần nhá các bác nhá. Đó, lần này tương đối đẹp, có mấy vết sức môi đấy nhá. Đấy các bác nhìn chưa, đây nó chỉ là vết sức môi thôi, trong quá trình sử dụng thì không tránh khỏi các bác nhá, bên ngoài thì tương đối.
đó, bên ngoài tương đối đó. Rong thì đẹp các nhá, rong thì đẹp ạ, rong này xanh nhé, xanh zin nguyên bản, nó không có tác động gì các bác nhá. Các bác mua hàng em cứ tâm vàng em bán vàng mà xanh em bán xanh. Áp suất này 2 pin, áp suất 2 pin học sạch nhá. Đó. Mã số 5 ghi trong ngày 22 tháng 8, rồi này em bán cho các bác giá là 1 triệu thôi, 1 triệu bộ ship, 1 triệu bộ ship cho nhá. Mã số 6 nên tiếp tục cho bác một đôi tay gơ, một đôi tay gơ thành như bằng nhựa màu trắng nhá các bác nhá, không bể vỡ. Đó, không bể vỡ. Nơi này sản xuất năm 2016, chạy điện 100V, công suất 1200W, thành thì màu trắng, nơi này thì tương đối sạch cho các bác nhé. À, các bác nào ưa sạch thì mua cái này, mặt thì màu đen, họ phối màu cho các bác nhé. Viền thì bằng viền thì kim loại nha các bác nhé, viền thì mạ kim loại. Đó. Dòng Tiger này thì có chế độ nốt cung cháy nha các bác nhé, dòng Tiger này thì cao cấp hơn cái Tiger vừa nãy, đó, cao cấp hơn nhiều. Dòng này có chế độ nấu cơm cháy và son gốm dòng son sần. Đây các bác nhá. Dòng này rất đẹp không tí vết. Đó. Dòng son gốm son sần nữa các bác nhá. Dòng son sần thì nấu cơm này cũng rất ngon. Đó, bên ngoài tương đối sạch. Đây các bác nhá. Đó, em bảo rồi, nhà em dòng nào có sao em bán vậy nhá. Anh các bác mua hàng em các bác yên tâm. Do như nào em bán như vậy, xanh bán xanh và vàng bán vàng. Đó. Học sạch nha các bác nhá. Đó, học rất sạch. Mã số 6 video ngày 22 tháng 8, lần này em bán cho các bác là giá là 1 triệu 8 cộng ship, 1 triệu 8 cộng ship cho các bác nhé. Tất cả các nồi các bác chuyển khoản hết em bao ship, còn không thì các bác cứ nhận hàng thanh toán tiền nha các bác nhé. À, các bác nào có nhu cầu mua hàng đi 8 thì liên hệ cho em theo số điện thoại của Zalo 038 286 0468. Đó, bên em có cả nhiều trên không dầu, bếp từ đơn mới 100% và lọc không khí sát. Đó, các bác có nhu cầu liên hệ với em nhé. Tất cả các nồi em đã test ok rồi, video không chất lại nữa. Bác nào đang xem video thì nhớ cho em nút chia sẻ, nút đăng ký kênh nha các bác nhé. Video của em đến đây là kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại các bác trong những video tới. Cảm ơn các bác đã quan tâm theo dõi.